Xin chào các bác, chào mừng các bác đã xuất được câu ra Khánh gom nhé. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật là vui vẻ. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 9, em lại tiếp tục lên cho các bác phụ kiện câu cá. Thì video này gồm có dây câu, em có dây BE này, dây fluoro carbon này, dây cước ni lông này, thì tất cả đều là dây mới các bác nhé. Thì trước khi em giới thiệu chi tiết, em giới thiệu qua số điện thoại của em là 0878690999. Em đang ghim trên góc màn hình, bác nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là ebook qua Zalo. Em có giá trong video cho bùm phí ship, mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000. Ship code toàn quốc, các kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền giúp em. Và giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm. Đầu tiên là mã số 1. Mã số 1 em giới thiệu một dây fluoro carbon 100%. Con này của hãng IGK này, kết hợp cả Jojuri nhé. Đây, IGK và Jojuri kết hợp với nhau nhé. Một con dây này đa số là siêu phẩm coi nhé. Một con dây siêu phẩm luôn. Con dây này có made in Japan nhé, made in Japan. Con dây này size sẽ là size 1.2, size 1.2. Đường kính tiết diện là 0.200mm. Tải được 6 NB, tương đương là 3 kg cá. Con này dài 100m, dài 100m. Đây, made in Japan này. Đấy, fluoro carbon nhé. Con này dây sẽ dây hàng new mới nguyên 100%. Nugiga này. À, con này giá mới con đấy sẽ là 2.200 yên, tương đương là 440.000 cho con này nhá. Nhu giá mới đấy. Đây, con này dây sẽ dây một trắng trong, dây trắng trong như này nhá. Đấy, hàng lưu mới nguyên 100%, còn nguyên tem nhá, nguyên tem chưa bóc nhá. Đằng sau có in thông tin thông số này, từng size số 1 nhá, Có mã quét mã vạch đầy đủ nhá. Hàng lưu mới nguyên 100%, chưa qua sử dụng. Con này mã số 1 con dây fluoro carbon 100% của hãng IGK, size 1.2, dài 100m, tải được 3 kg cá. Con này sẽ để giá là 220.000 mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 với một cuộn size to hơn một chút, một cuộn cũng của dây fluoro carbon 100%, con này có hãng IGK Jujuri này, made in Japan này. Con này size 1.5, đường kính tiết diện là 0.220mm, dài 100m, tải được 8 NB, tương đương là 4 kg cá. Con này có hàng lưu mới nguyên nhá, giá mới là 2.200 yên này. Đây, Nugiga này. Đấy. Dây này sẽ dây trắng trong nhá, cũng là hàng lưu mới nguyên 100%. Hàng lưu mới nguyên 100% nhá. Đằng sau in thông tin thông số này, từng size số 1 nhá. Đấy. Rồi mã vạch mã cốt đầy đủ nhá, Đây, con dây sẽ như thế này. Con này mã số 2 con dây fluoro carbon 100% khoảng IGK Jojuri. Con này size 1.5, dài 100m. Con này sẽ để giá là 220.000 mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 giới thiệu một con dây fluoro carbon tiếp theo. Con này cũng con dây size tương tự, nhưng size lớn hơn. Con này size sẽ size 2 chấm. Đường kính tiết diện là 0.259mm, dài 100m, tải được 10 NB, tương đương 5 kg cá fluoro carbon này. Con này cũng kết hợp từ Jojuri này, IGK này, made in Japan này. Đây, con này giá mới là 2.500 yên nhé. Con này giá mới nó là 500.000. Đấy, tăng lên một chút thôi nhé. Đây, 500.000 cho con này, 100m, Nugiga này. Cũng là hàng lưu mới nhé, các bác nhìn tem này, còn nguyên nhé. Đằng sau có in thông tin thông số từng size từng cỡ một, có mã quét mã vạch đầy đủ nhé. Hàng lưu mới nguyên 100%. Dây đều dây màu trắng trong hết, cho các bác nhé. Đấy, mã số 3. Mã số 3 một dây size 2 chấm, dài 100m, tải được 5 kg cá. Con này sẽ để giá là 220.000 mã số 3, một dây fluoro carbon. Tiếp tục mã số 4, mã số 5. Mã số 5 có cuộn dây fluoro carbon tiếp theo. Đây, fluoro carbon 100%. Con này size 2.5, đường kính tiết diện là 0.277mm. Con này tải được 12 NB, tương đương là 6 kg cá. Dài 100m, IGK Jojuri, made in Japan nhé. Đây, đây giá mỡ này 2.500 yên này. Cũng hàng lưu mới nguyên nhé, còn nguyên tem niêm phong nhé. Đây, còn nguyên tem niêm phong chưa bóc qua nhé. Đấy, dây cũng dây màu trắng trong, nhé. Làm cho bác nào làm thẻo này, làm leader hoặc là làm đi câu nua cũng được nhé. Một con dây mã số 5 của dây IGK fluoro carbon. Đằng sau in thông tin thông số này, từng size từng cỡ này. Rồi là tem niêm phong này, nhé. Rồi mã cốt mã vạch đầy đủ nhé. Hàng lưu mới nguyên 100% chưa qua dụng. Mã số 5 của dây fluoro carbon size 2.5, con này sẽ để giá là 220.000. Mã số 5. Tiếp tục chuyển sang mã số 6. Mã số 6 giới thiệu một con dây fluorescent. Đây, fluorescent cream, một dây con dây của dây cước ni lông nhá, con dây sẽ dây trắng trong như này, nhá. Hàng lưu mới nguyên chưa qua dụng, còn nguyên tem niêm phong nhá, Đây, một con dây này tải được 8 NB, con này tương đương là tải được 4 kg cá, đường kính tiết diện là 0.24mm, con này size tương đương là size 2 chấm. Tương đương size 2 chấm này. 2 chấm hoặc hơn 2 chấm một chút, tải được 4 kg cá 8 NB này. Fluorescent clear đây, cũng kết hợp từ IGK Jojuri, made in Japan nhé. Đây, cũng hàng lưu mới nguyên 100%. Giá mới là 1.200 yên này. Đây, còn nguyên tem niêm phong nhé. Dây sẽ dây màu trắng trong này,
tem niêm phong còn nguyên quá nhé. Đằng sau in thông tin thông số từng size từng cỡ một đây, mã vạch này, mã cốt này, tem niêm phong đầy đủ nhá, hàng lưu mới nguyên cho Dũng nhá. Mã số 6 quận cước size 2 chấm, tải được 4 kg cá, dài 100m, con này sẽ để giá là 140.000. Mã số 6. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 mới quận size lớn hơn một chút. Mã số 7 của quận dây này size 2 chấm mấy đây, sao là 0.27 đúng không? 0.27 con này sẽ là size 2.5 thôi nhé. Con này size 22.5. 2.5 0.27 mini này. Đấy, size 2.5 tải được 5 kg cá, tải được 5 kg cá đây. Thonu Red Sand Clear đây, cũng của hãng IGK này, Jojuri kết hợp nhau này. Made in Japan nhé, Made in Japan nhé. Hàng lưu mới nguyên nhé, giá mới 1.200 viên, tải được 10 đô. Dây sẽ dây trắng trong này, dây trắng trong trong phát nhé. Đấy, của hàng lưu mới nguyên 100% cho coi dụng. Đằng sau in thông tin thông số mã vạch đầy đủ nhé. Thông tin thông số từng size mã vạch đầy đủ nhé. Đấy, đấy, của hàng lưu mới nguyên 100%. Mã số 7 của dây cước nylon của hãng IGK Jojuri Nugiga size 2.5. Dài 100m, con này sẽ để giá 140.000. Mã số 7. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 con dây này sẽ size lớn hơn một chút, con này tải được 14 lb, 14 lb tương đương 7 kg cá. Con này là size sẽ là size số 4 nhé, con size số 4 này. Đường kính chiếc diện 0.330mm này, đây 0.33mm sẽ size số 4 rồi, con này kết hợp từ IGK Jojuri Made in Japan này, Fluorescent Clear các nhé. Đây, mã số 8. Đây, có hàng new mới nguyên nhé. Giá mới 1.300 yên, là giá mới con này là 260.000 nhé. Đây, nhưng con này sẽ là hàng new mới nguyên 100%. Còn nguyên tem niêm phong này, dây sẽ dây trắng trong này nhé. Dây trắng trong nhé, dây cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ mịn nhé. Đằng sau in thông tin thông số này, mã vạch, mã cốt đầy đủ nhé. Mã vạch, mã cốt đầy đủ nhé. Từng size số một các nhé. Đấy, hàng new mới nguyên. Mã số 8 có dây size số 4. Một dây cước nylon, con này sẽ để giá 140.000, mã số 8. Tiếp tục chuyển sang mã số 9. Mã số 9 là quận dây tiếp theo, một quận dây cũng của hãng IGK Jojuri, con này là size số 2. Đường kính tiết diện 0.24mm, tải được 4 kg cá. Đây cũng Fornu Red Sand Clear quá nhé, Fornu Red Sand Clear nhé. Đây cũng hàng new mới nguyên 100%, tải là 8 lb này, giá mới là 1.200 yên, là 100m này. Đây còn nguyên tem niêm phong nhé, đằng sau in thông tin thông số này, mã vạch, mã cốt đầy đủ nhé. Con này dây sẽ dây màu xanh lá cây, nhưng mà sẽ dây xanh trong nhé. Khi xuống nước nó sẽ tàng hình nhé, dây cực kỳ đẹp luôn. Đây hàng new mới nguyên 100%. Mã số 9 quận dây IGK Jojuri, quận dây size số 2, một quận dây màu xanh trong, tải được 4 lb, con này sẽ để giá 140.000. Mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 em giới thiệu một quận dây size lớn hơn một chút, con này size 2.5. Đây tải được 5 kg cá, tương đương là 10 lb, đường kính tiết diện 0.27mm, đây Thonu Red Sand Clear nhé. Đấy, một dây giống xì cuộn dây số 9, dây cũng dây màu xanh lá trong. Con này xuống nước rất là tàng hình nhé, tàng hình cực kỳ là tốt. Đây đấy, cũng là hàng new mới nguyên 100% chịu hoài dụng, giá mới là 1.200 biên này. Đây còn nguyên tem niêm phong nhé. Đây cái tem niêm phong này khi em vừa bửa ra nó bục ra nhé. Đấy, nhưng nó sẽ là hàng new mới nguyên, chưa bóc một mét dây nào cả, cam kết bác là chưa bóc một mét dây nó nhé, còn nguyên thôi nhé. Đây đằng sau in thông tin thông số đầy đủ, mã cốt đầy đủ thôi nhé. Mã số 10 một con dây Fornu Red Sand Clear, một dây cước nylon, con này mã số 10 sẽ để giá là 140.000. Mã số 10 140.000. Tiếp tục chuyển sang mã số 11. Mã số 11 em có con dây tương tự như vậy, con này sẽ size lớn hơn một chút, con này size tương đương size số 3, nhé. Đây size số 3 này, con này tải được 12 lb, tương đương 6 kg cá, đường kính tiết diện là 0.30mm. đây Fru Red Sand Clear, đây có dây IGK Jojuri AMI này, Made in Japan này, cũng hàng new mới nhé. Đây new mới nhé, còn nguyên tem niêm phong này, giá mới 1.200 yên này. Đấy, dây sẽ dây màu xanh lá trong nhé, xuống nước sẽ tàng hình nhé, đây. Đấy, hàng new mới nguyên cho dụng nhé, hàng new nhé, tem tiếp còn đầy đủ. Đằng sau in thông tin thông số này, từng size từng cỡ một này, mã cốt mã vạch đầy đủ nhé. Đấy, hàng lưu mới nguyên 100% cho qua dụng. Con này mã số 11 một con dây size số 3, dài 100m, con này sẽ để giá 140.000. Mã số 11. Tiếp tục mã số 12. Mã số 12 một con dây tương tự, con dây này sẽ tay size to hơn một chút, con này size sẽ size 4 chấm, con dây size 4 chấm nhé. Đường kính tiết diện 0.330mm, tải được 14 lb, tương đương là 7 kg cá. Fluorescent Clear, con dây này gọi là con dây sợ huỳnh quang nhé, đây
cũng made in Japan này, IGK Suzuri này, hàng new mới nguyên nhé. Giá mới là 1.300 yên, 100m nhé. Đấy, đây còn nguyên tem nguyên phong này, tem nguyên phong đầy đủ. Đằng sau in thông tin thông số này, từng size từng cỡ này, mã code mã vạch đầy đủ này, hàng lưu mới nguyên 100% chưa qua dụng. Con này mã số 12 của dây size số 4, dài 100m sẽ đẩy giá 140.000 mã số 12. Tiếp tục mã số 13. Mã số 13 con cuộn dây này cũng kết hợp giữa hai hãng này, đây. IGK này, Yozuri này, đấy cũng kết hợp nhé. Một cuộn dây là cuộn dây nét cạc nhé, đây. Một cuộn dây cước dài 150m, cuộn này size số 2 nhé. Size số 2 150m này, giá mới là 1.700 yên này. 350 trên cuộn này nhé, 350 cuộn này nhé. Đường kính tiêu diện 0.235mm, đường kính tiêu diện 0.235mm. Dây sẽ dây trắng trong này, dây trắng trong đấy. Hàng new mới nguyên 100%, hàng new mới nguyên 100% chưa bao dụng. Đằng sau in thông tin là cách buộc dây nhé, cách buộc dây nhé. Đấy, này. Dây trắng trong này nhé, hàng new mới nguyên 100%. 100% chưa còn dụng. Con này mã số 13 của dây này, của dây size 2 chấm dài 150m, giá mới của nó sẽ là 1.700 yên. Con này sẽ để giá 150.000 mã số 13. 150.000 mã số 13. Tiếp tục mã số 14. Mã số 14 là cuộn dây size to hơn một chút. Em có một cuộn dây này size 2.5 dài 150m, cũng giá mới là 1.700 yên. Giá cũ bán 1.000 yên này. Đây, giá cũ 1.000 yên nhá. Đấy. Con này đường kính tiếp nhận 0.260mm. Size 2.5. Đấy, tải là 10 dB. Nét cát nhé, đây cũng 150m này, cũng kết hợp từ ba hãng với nhau nhé. Đây, con này dây sẽ dây trắng trong, dây trắng trong, hàng lưu mới nguyên chưa qua dụng, đây nguyên tem này nhé, nguyên tem nhé, cực kỳ đẹp luôn. Giá mới này 1.700, giá cũ là 1.000, giá cũ đã 200 thôi nhé, giá cũ 200 nhé. Đằng sau thông tin cách buộc dây đầy đủ nhé, cách buộc dây đầy đủ nhé. Con này mã số 14 con này sẽ để giá 150.000 mã số 14, 150.000. Tiếp tục mã số 15. Mã số 15 cuộn dây tương tự như vậy, con này sẽ size to hơn một chút, con này sẽ size 3 chấm. Đường kính tiếp diện 0.285mm, dài 150m. Đây, size số 3. Con này giá mới con này sẽ là 1.700 yên, giá cũ là 1.000 yên nhé. Đây. Đấy, nét cạc luôn nhá. Đấy, hàng lưu mới nguyên này. Dây sẽ dây trắng trong, dây trắng trong. Đây. Hàng mới lưu nguyên cho hoạt dụng. Đằng sau in thông tin thông số này, cách buộc dây đầy đủ này. Đây, hàng lưu mới nguyên nhá. Con này mã số 15 của dây size 3 chấm dài 150m, còn dây cước ni lông sẽ để giá 150.000 mã số 15. Mã số 16 giới thiệu một dây size số 4, size lớn hơn một chút. Một cuộn dây này cũng kết hợp từ IGK này, Yozuri này. Cuộn dây size số 4 nhá, size số 4 dài 150m, giá mới là 1.900, giá cũ là 1.200 nhá, 1.200 nhá. Cuộn này đường kính tiêu diện là 0.330mm, size số 4 dài 150m, tải là 16 dB, tương đương 8 kg cá nhá. Đây. IGK này kết hợp với nhá. Con dây sẽ hàng lưu mới nguyên nhá, lưu mới nguyên nhá. Đấy, dây sẽ dây trắng trong, dây cực kỳ đẹp. Hàng lưu mới 100% chưa qua dụng nhá. Đấy. Rồi sau in thông tin thông số này, cách buộc dây này đầy đủ với nhá. Đấy, hàng lưu mới nguyên. Con này mã số 16 của dây số 4 dài 150m, còn dây cước ni lông con này sẽ để giá 150.000 mã số 16. Tiếp tục mã số 17. Mã số 17 nếu cuộn dây một dòng dây cũng tương tự như vậy, nhưng dây sẽ dây màu vàng nhá. Đây. Nét cát này, cuộn dây size 1.5 dài 150m, giá mới là 1.700 yên, giá cũ là 1.000 yên nhé. Đấy, cuộn này thì đường kính tiêu diện là 0.205mm, size 1.5 dài 150m, tải được 6 dB, tương đương 3 kg cá. Cuộn dây sẽ dây màu vàng nhé, màu vàng chanh nhé, vàng sẽ vàng trong, dành cho làm thẻo này, làm trục này, cô sông thoải mái nhé. Có gì có đẹp không? Đẹp không? Đấy. Đằng sau có in thông tin thông số này, cách buộc dây đầy đủ này, buộc dây đầy đủ này. Con này mã số 17 một con dây size 1.5, một dây IGK Suzuri made in Japan, size 1.5, đường kính tiếp diện là 0.205mm. Con này sẽ để giá 140.000 mã số 17. 140.000 mã số 17. Tiếp tục mã số 18. Mã số 18 con dây tương tự như vậy, nhưng con này sẽ size lớn hơn một chút, size lớn hơn. Con này size sẽ 2.5. Dài 150m, giá mới là 1.700 yên, giá cũ là 1.000 yên nhé. Đây, cũng IGK Yozuri này, đây, nét cát này, đấy. IGFA là GRAT 100%, đấy. Con này đường kính tiêu diện 0.260mm, dài 150m, size 2.5, tải được 10 dB, tương đương là 5 kg cá. Dây sẽ dây vàng chanh này, còn chanh trong nhé. Khi xuống nước, những dòng dây này tàng hình rất là tốt các bạn. Đấy. Hàng cũng là hàng new mới nguyên 100% chưa có dụng. Đằng sau in thông tin thông số nhé. Đầy đủ nhé. Đấy, là hàng lưu mới nguyên, còn nguyên tem niêm phong này. Con này mã số 18 con dây size 2.5. Size 2.5 dài 150m, giá cũ là 1.000 yên, tương đương là 200.000. Con này sẽ để giá là 140.000 mã số 18. 140.000. Tiếp tục mã số 19.
mã số 19 em cuộn dây size cao hơn một chút, con này sẽ size số 4 nhá, một cuộn dây size số 4, dài 150m, giá mới là 1.900 yên, giá cũ là 1.200 yên nhá, giá cũ nó đã 240.000 rồi, 240.000 nhá, đây, đấy, nét cát, đây, 150m này, con này đường kính di chuyển 0.330mm, 0.330mm, size số 4, dài 150m, đây, tải là 16 lb, tương đương 8 kg cá, đây, đằng sau thì thông tin thông số đầy đủ này. Thông tin thông số đủ này. Còn dây sẽ dây màu vàng vàng chanh trong nhé, vàng chanh trong nhé. Khi xuống nước thì là nó tàng hình cực kỳ là tốt luôn, tàng hình cực kỳ là tốt luôn nhé. Đấy. Con này mã số 19 sẽ để giá là 140.000, mã số 19. Tiếp tục mã số 20. 20 em giới thiệu con dây Farmel, một con dây này hàng Made in Japan, sản xuất ra Mỹ nhé. Made in Japan sản xuất ra Mỹ nhé. Made in Japan này. By Yamatozu này, đây, đấy. Farmel này. Sản xuất sang For Texas nhé, Texas ở Mỹ nhé. Đây. Một dây bottom Sona các nhá, bottom Sona nhá. Con này sẽ là size 8 lb. 8 lb tương đương size số 2 nhá, size số 2. 8 lb tương đương 4 kg cá. Size số 2 đường kính di chuyển là 0.25mm. Dài 100m, dài 100m, cũng hàng lưu mới nguyên 100% nhá, hàng lưu mới nguyên nhá. Đằng sau in thông tin thông số đầy đủ nhá, thông tin thông số đầy đủ nhá. Made in Japan này. Đấy. Dây con này sẽ dây màu đen trong nhá, màu đen trong nhá. Đấy. Con này dành nó làm thẻo hợp lý này, làm thẻo hợp lý này. Đấy. Màu xanh trong này nhá. Xanh trong này nhá. Đấy. Con này mã số 20. Mã số 20 của dây Farmel, nhỏ dây 8 lb, tương đương với size số 2, tải 4 kg cá, dài 100m. Con này mã số 20 sẽ để giá là 120.000, hàng lưu mới nhá. Mã số 20 120.000. Tiếp tục chuyển sang mã số 21. 21 em giới thiệu cho em cuộn dây Farmel tiếp theo. Con này size to hơn một chút. Con này size sẽ size 2.5. Size 2.5. Đường kính tiêu diện sẽ là 0.235mm. Tải là 10 lb, tương đương 5 kg cá. Size 2.5. Con này dài 100m nhé. Dài 100m nhé. Farmel này. Con này là hàng Made in Japan xuất Mỹ nhé. Japan xuất Mỹ nhé. Đây này. Form Texas này. Form Texas này. Con này dùng câu jig head nhé. Jig head đây này. Đó. Trên này in thông tin thông số này. Con này size số 2 này các bạn. Được bác, con này size số 2 thôi. Thì con này size sẽ nhỏ hơn. Con này size 1.5 thôi nhé. Con này tải tải 8 lb thì size 1.5 thôi. Đây. 8 lb này size sẽ size 1.5 nhé. Size 1.5 đây con nhé. Đấy, đây. Con này mã số 20, size 1.5 dài 120.000. Tiếp tục mã số 21. Mã số 21 con này sẽ là size số 2 nhé. Mã số 21 em có một con dây Farmel size số 2, dài 100m, đường kính di chuyển 0.235mm. Đây. Đấy. Giá mới là 1.200 yên nhé. Giá mới 1.200 yên. Đây. Con này sẽ là hàng lưu mới nguyên 100% chưa qua sử dụng, còn nguyên tem nhé. Đây, For Texas này, Nhật xuất Mỹ nhé, Nhật xuất Mỹ nhé. Đấy, đằng sau in thông tin thông số này, từng size số 1 nhé, từng size số 1 nhé. Đây, đấy, hàng lưu mới nguyên 100% chưa qua sử dụng. Con này mã số 21 một dây size 2 chấm, tải được 5 kg cá. Con này sẽ để giá 120.000, mã số 21. Tiếp tục mã số 22 đến con dây size to hơn một chút, em có con dây size 2.5, size 2.5. Tải là 12 lb, tương đương tiết diện 12 lb, tương đương là 6 kg cá. Đường kính tiết diện là 0.260mm, 0.260mm. Con này dài 100m, giá mới là 1.200 yên, giá mới 1.200 yên nhé. Đây, một quần hàng Nhật xuất Mỹ, đây, Mỹ Japan này, sản xuất ở Texas này, sản xuất Texas này. Đây, đấy, hàng lưu mới nguyên 100%. Dây sẽ dây một đen bóng này nhé, màu đen trong này nhé, dây sẽ dây một đen trong này. Đấy, quyết không quay dây cho bác luôn. Dây sẽ dây một đen trong như này. Dây đen trong này nhé. Đấy, dây cực kỳ dày dặn, cực kỳ cứng cáp nhé. Ở đằng sau có in thông tin thông số đầy đủ này, thông tin thông số đầy đủ này. Đấy. Con này mã số 22. Mã số 22 con này sẽ để giá là 120.000, mã số 22 nhé. Tiếp tục mã số 23. Mã số 23 con dây tương tự như vậy, con này sẽ tải được 14 lb, tương đương con này sẽ size 3 chấm. Size 3 chấm nhá. Tải được 14 lb, đường kính tiết diện là 0.285mm. 0.285mm nhé. Đây, tải được 14 lb, tương đương 7 kg cá. Đây, Made in Japan này, sản xuất tại Texas nhé. Sản xuất tại Texas nhé. Đây, đấy. Đằng sau ghi thông tin thông số đầy đủ, thông tin thông số đầy đủ nhé. Hàng lưu mới nguyên 100% chưa qua dụng, còn nguyên tem niêm phong nhé. Đấy, còn đây mã số 23 sẽ để giá là 120.000. Mã số 23. Tiếp tục mã số 24 giới thiệu một cuộn dây tiếp theo, một dây cũng của hãng Farmel này. Cuộn dây này size số 4, tải được 16 lb, đường kính tiết diện là 0.330mm. Dài 100m, con này thì là tải được tương đương là 8 kg cá nhé. Tải 8 kg cá thì 16 lb thì trừ đi một nửa thì còn 8 kg cá nhé. Đây, đường kính tiết diện là 0.330mm, hàng lưu mới nguyên. Made in Japan này, sản xuất hàng Mỹ nhé, Texas nhé. Đấy.
Đây đằng sau in thông tin thông số đầy đủ này, Made in Japan này. Đây, dây con này sẽ dây màu đen bóng thôi nhé, màu đen bóng nhé, đen bóng trong nhé, đen bóng trong nhé. Đấy. Con này mã số 24, con này sẽ để giá là 120.000, mã số 24. Tiếp tục mã số 25. 25 giới thiệu một cuộn dây cao cấp hơn chút, em có một cuộn dây Turay, một dây Turay đây, một cuộn dây 8NB, 8NB của này sẽ là size số 2 nhé, size số 2. Tải được 8NB tôi đưa 4kg cá, giá mới là 1.550 yên. Đây. Đấy, đây nhé, hàng lưu mới nguyên nhé. Đằng sau in thông tin thông số này, từng size từng cỡ một này. Dây thì sẽ dây màu hơi màu xanh ấy nhé. Màu xanh nhé, hơi màu xanh nhạt nhé. Đấy, dây sẽ dây màu xanh xanh trong. Cái bao súng nước này tàng hình cực kỳ tốt. Dây xanh trong nhé, hàng lưu mới nguyên 100%. Hàng lưu mới nguyên 100% cho sử dụng nhá. Con này mã số 25. Mã số 25 một con dây Turay, một dây cước nylon. Size size sẽ size số 2, size số 2 dài 150m, giá cũ của nó sẽ là 1.400 yên, con này sẽ để giá là 150.000, mã số 25. Tiếp tục mã số 26. 26 là con dây Turay tiếp theo, một con dây Turay tiếp theo, một con dây size này sẽ cũng là size số 2 thôi, size số 2, con này dài 150m nhé, size số 2 8NB tương đương 4kg cá này, size số 2 này, dài 150m này, giá mới là 1.400 yên. Đây, cũng là hàng lưu mới nguyên cho sử dụng, hàng lưu mới nguyên cho sử dụng nhé. Đằng sau in thông tin thông số này, đầy đủ từng size từng cỡ nhé. Đấy. Mã số 16. Mã số 16 có một con dây cước nylon, cước nylon của hãng Turay. Đây. Con dây sẽ như này nhé, dây sẽ màu này nhé. Hôm trước bán được mấy cuộn rồi. Bác nào hỏi hôm nay em lại tiếp tục về nhé. Dây cực kỳ là mịn nhé. Dây cực kỳ là mượt mà, mịn nhé, còn nguyên tem niêm phong nhé, hàng lưu mới nguyên. Mã số 26. Mã số 26 của dây cước nylon của hãng Turay. Turay, hãng Turay. Con này mã số 26. 26 con này sẽ để giá 140.000. Mã số 26 140.000. Tiếp tục mã số 27. 27 là cuộn dây tiếp theo, một cuộn dây size sẽ size 7NB tương đương size số 3.5. Một dây size 3.5 nhé. Tải được 14NB tương đương là 7kg cá test. Đây. Đấy. Một cuộn dây hàng lưu mới nguyên cho sử dụng. Cuộn dây size 3.5. Dài 150m, giá mới là 1.800 yên, tương đương là con này 360.000 trên con này nhé, 360.000 trên con này nhé. Đây. Đấy, con này 360.000 mới bán giá cũ chỉ có 140.000 thôi. Đây Turay này, đấy, con dây sẽ như này nhá. Dây hàng lưu mới nguyên chưa sử dụng. Rồi, con này sẽ bóc luôn cho bác. Đằng sau in thông tin thông số này, thông tin thông số này, thông tin thông số này. Rồi tiếp tục em dở cho bác xem bên trong. Đây, bên trong con dây em sẽ được như này nhá. Đấy, dây cực kỳ là mịn luôn nhá. Dây cực kỳ là bóng luôn. Dây cực kỳ là bóng nhé. Dây sẽ dây một hơi màu xanh trong này, màu xanh trong như này. Đấy, hàng lưu mới nguyên nhất. Mã số 29. Mã số 27. Mã số 27 một con dây cước Turay, cước Turay. Size 3.5, con này sẽ để giá 140.000, mã số 27 140.000. Tiếp tục mã số 28. 28 giới thiệu một con dây Daiwa, em có một con dây team Daiwa TD9. Shopnet, Shopee, Free cái gì cũng nhé. Con này size sẽ là size 0.267mm. Con này size 2.5. Size 2.5. Tải là 10NB tương đương 5kg cá. Đây, dài 150m này. Đấy, đây có nhé. Hàng lưu mới nguyên chỗ hoa dụng. Hàng lưu mới nguyên chỗ hoa dụng nhé. Con này dây size 2.5. Một con dây team đai qua size 2.5. Dài 150m, tải được 10NB tương đương 5kg cá nhé. Đây, size 2.5. Giá mới là 1.500 yên nhé. Đằng sau in thông tin thông số từng size một nhé, từng size từng cỡ một nhé. Đấy, rồi em sẽ dở luôn cho bác xem bên trong. Đây, bên trong có con dây như này, dây có hàng lưu mới nguyên nhé. Dây con này thì là dây nó hơi một đục màu một chút. Đây, khi dỡ ra ấy. Khi dỡ ra sợi dây sẽ như này nhé. Đấy, dây cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp nhé. Con này mã số 28. Mã số 28 một dây một dây ni lông của team Daiwa, một dây size 2.5, dài 150m, con này sẽ để giá 130.000, mã số 28, 130.000. Tiếp tục mã số 29. Mã số 29 này, một này tiếp tục có một cuộn dây size số 4, cuộn dây team Daiwa TD9. Đây, con này test sẽ được 8kg cá. Đường kính tiết diện của cuộn này sẽ là 0.3242mm, 0.4 ở đâu? 0.342mm, dài 100m, hàng lưu mới nguyên 100%, giá mới là 1.450 yên. Đây. Đấy. Hàng lưu mới nguyên cho sử dụng nhé. Đằng sau in thông tin thông số từng size một này. Đấy. Rồi em sẽ dở luôn cho bác xem con hàng bên trong. Đây. Một con dây sẽ như này nhé. Team Daiwa TD9.
tải được 16 nó pin, tức là 8 kg cá này, 8 kg cá, con này sẽ là size số 4 nhé, size số 4 nhé. Đây. Đó. À, con này dây sẽ dây hàng, đây con dây dây hàng lưu mới nguyên nhé, dây sẽ dây màu xanh trong này, xanh trong này nhé. Con này mã số 29, mã số 29 của con dây cước ni lông của team Daiwa, team Daiwa size số 4, dài 100m. Con này mã số 29 sẽ để giá là 130.000, mã số 29 130.000. Tiếp tục mã số 30 với con dây size to hơn một chút. Em có con dây này size số 4, size số 4 dài 150m, size số 4 dài 150m. Giá mới nó sẽ là 1.850 yên, giá mới 1.850 yên nhé. Đây, đấy, con dây như này. Đây, tất cả thông tin chức năng đó nhé. Đấy. Đằng sau sẽ in thông tin thông số đầy đủ nhé, thông tin thông số đầy đủ nhé. Đây, size 2 chấm, à, size 4 chấm, một dây size 4 chấm tải được 16 NB tương đương 4 kg cá, đường kính tiếp nhận 0.342 mini, dài 150m. Đây, cũng là hàng lưu mới nguyên nhé, hàng lưu mới nguyên nhé. Mình sẽ bóc con cho các xem. Đây, con dây đây, con dây màu sẽ như này, màu sẽ hơi màu tối như này nhé, đấy, màu tối như này nhé. Đây, đấy, một con dây team Daiwa TD9 nhé. Đấy, một dây cước ni lông, con này mã số 30, con này sẽ để giá là 130.000. Mã số 30 130.000. Tiếp tục mã số 31. 31 em giới thiệu con dây Fluorescent nhé, của hãng team Daiwa TD9. Đấy, một con dây này sẽ là size được 4 kg cá thì sẽ tải được con này tải 8 NB tương đương 4 kg cá. Đây, 8 NB tương đương 4 kg cá, đường kính tiếp nhận là 0.234 mini, dài 100m nhé. Đây, đấy, size 2.0, size 2.5, à size 2.0, đường kính tiết diện của nó sẽ là 0.234 mini, giá mới là 1.200 yên, hàng lưu mới nguyên. Con dây này sẽ dây màu trắng trong nhé, dây màu trắng trong, con này sẽ là dây màu trắng trong nhé. Đây, tim nơi qua Tirena, đấy, dây sẽ dây màu trắng trong này, dây trắng trong này. Đây, con này dành nó làm thẻo này, làm leader này, làm thẻo câu đài thì hợp lý luôn nhé. Đấy, size 2.0, dây cực kỳ đẹp, còn mới nguyên quá nhé. Mã số 31 thì em có một con dây fluorescent, một con dây cước huỳnh quang, con này size 2 chấm, size 2 chấm tải được 8 NB tương đương 4 kg cá, dài 100m, giá mới là 1.200 yên, con này sẽ để giá là 140.000, mã số 31. 140.000, mã số 31. Tiếp tục mã số 32 nữa, con dây tương tự, con dây tương tự, con này size sẽ size to hơn một chút, con này sẽ size số 4, size số 4 tải được 16 NB tương đương là 8 kg cá, đường kính tiết diện là 0.342 mini, con này dài 150m. Nhé, hàng lưu mới nguyên 100% chưa có dụng nhé. Đây. Đấy, đằng sau có in thông tin thông số mã vạch đầy đủ nhé. Thông tin thông số từng size mã vạch đầy đủ nhé. Đấy. Một con dây mã số 32. 32 của dây team Daiwa, một con dây fluorescent, của dây sẽ dây màu trắng nhé. Đây em sẽ bóc luôn cho các xem bên trong. Đây. Đây một dây sẽ màu trắng trong này nhé. Trắng trong dây cực kỳ là nhiều. Màu trắng trong cực kỳ là nhiều nhé. Mã số 32 của dây fluorescent. Red Sen, mã số 32 của dây size số 4 của hãng team Daiwa. Đằng sau in thông tin thông số từng size từng cỡ một, made in Japan đầy đủ nhé, made in Japan đầy đủ nhé. Con này mã số 32 sẽ để giá 140.000, mã số 32. Tiếp tục mã số 33. 33 giới thiệu em có một cuộn dây Shimano Bitbull X8, một cuộn dây Bitbull X8 nhé, cuộn dù BE, con này dành cho Konua. Đây, Shimano Bitbull X8, con này size 1.0, size 1.0. Con này sẽ tải được 22.4 NB tương đương là 10.2 kg. Đây, 10.2 kg. Con này dài 200m. Con này thì là sản xuất tại Japan này. Mã vạch mã cốt đầy đủ này. Đây, mã cốt đầy đủ nhá. Đây. Đây, hàng lưu mới nguyên 100% cho vào dụng. Lưu mới nguyên 100%. Làm con dây thì em sẽ giới thiệu luôn xem con dây đây. Con dây sẽ này nhá, còn nguyên tem niêm phong này nhá. Nguyên tem niêm phong. Đây đây mặt trước đây. Đấy. Mã số 33. Mã số 33 có con dây một cuộn dây BE Bitbull dây X8 size 1 chấm dài 200m, con này sẽ để giá là 550.000, mã số 33. Tiếp tục mã số 34. 34 giới thiệu cuộn dây Berry, được cuộn dây của hãng Tickleberry. Đây. Sát Walter BE Super BE dài 150m. Ở đâu cuộn dài 150m, size 1.2, Super BE này, đây, tải được 12 NB nhé, 18 NB các nhé.
tải là 18 MB, made in Japan này. Quần dây sẽ dây màu trắng trong, dây trắng trong, dây cực kỳ là mịn các nhá, dây cực kỳ là mịn cùng mượt các nhá. Đấy, hàng lưu mới người cho dụng. Quần này có in thông tin thông số đây nè. Từng cỡ một các nhá. Đây, dưới này sẽ có mã cột, mã code, mã vạch đầy đủ nhá. Mã code, mã vạch đầy đủ nhá. Là con này mã số 34. Mã số 34 một con dây Techco BD, một con dây size 1.2, BE Super BE. Con này sẽ để giá là 350.000, mã số 34. Tiếp tục mã số 35. 35 giới thiệu con dây Sanna, con dây BE, con dây size 0.4, dài 120m. Con này rất nhiều người hỏi này. Con này tải max sẽ được 2,9 kg. Con Smile Game PHG. Đây, Smile Game PHG nhá. Phần Uru. Quần dây BE, đây made in Japan này, Sanna này. Đây. Dây sẽ dây màu hồng nhá, dây màu hồng trong nhá. Đấy. À, đằng sau in thông tin thông số đầy đủ này, từng cỡ một nhá. Đây. Đấy. Đây, hàng lưu mới nguyên cho dụng. Hàng lưu mới nguyên cho dụng nhá. Một quần dây mã số 35, mã số 35 của dây BE của hãng Sanna, quần dây size 0.4 dành cho là cô suối, con này sẽ để giá là 350.000. Mã số 35, 350.000. Tiếp tục với mã số 36. 36 giới thiệu một quần dây Gosen, một quần dây BE, một dây Super BE, PE Don PP, đây Don PP này. Con này size 2.5, size 2.5. Dài 150m, tải max được 18,2 kg cá. Con này của hãng Gosen nhá, Gosen nhá. Hàng lưu mới nguyên 100% cho dụng. Con dây sẽ dạng dây 7 màu này, dây cực kỳ là mịn mượt nhá, dây cực kỳ mịn mượt nhá. Đây. Đấy. Đằng sau in thông tin thông số đầy đủ này, made in Japan này, hàng lưu mới nguyên nhá. Dây X8, dày bao đánh nóc nhá, đánh nóc bạo lực đánh 2.5 thoải mái. Con này thì là mã số 36 của dây BE của Gosen này, dây X8 này, size 2.5 dài 150m này, con này sẽ để giá là 400.000, mã số 36. Tiếp tục mã số 37. 37 giới thiệu một cuộn dây siêu phẩm này, một dây YK G-Show, YK G-Show, Operate BEX8 nhá. Con này size 2, tải được 40 NB, con này dài 200m, dây sẽ dây một xanh nó chuối nhá, có mã vạch mã code đầy đủ nhá, đằng sau in thông tin thông số này, đây thông tin thông số từng size từng cỡ một nhá, made in Japan này, đây hàng lưu mới nguyên luôn nhá. Đấy, giờ em sẽ bóc luôn cho các bác xem cái tem, đây một cuộn dây đây, một cuộn dây của em đây, 200m size số 2 nhá, dành vào đánh nóc trước, còn là đánh đủ thứ nhá. Còn là dây sẽ là hàng lưu mới nguyên này, còn nguyên tem nhá. Hàng lưu mới nguyên, còn nguyên tem nhá, chưa có dụng nào cả. Các bạn nhìn dây thì biết đúng không? Đấy cực kỳ là nhiều luôn. Mã số 37 có con dây BEX8 của hãng G-Show. Con này size số 2, dài 400m. À dài 200m, xin lỗi các bác. Dài 200m, con này sẽ để giá là 580.000, mã số 37. Tiếp tục mã số 38. 38 đến cuộn dây BE tiếp theo, cuộn dây của hãng Varivat, Max Power PE này, cuộn dây dây X8 nhá, Cuộn dây này dây Made in Japan nhá, Made in Japan này, đây X8 này, Max Power. Một cuộn dây size 0.6, tải max sẽ được 14,5 NB. Đây, 14,5 NB, cuộn này dài 200m, cuộn dây sẽ dây một xanh lá nhá. Đây xanh lá này, đấy, cực kỳ đẹp luôn. Hàng lưu mới nguyên cho sử dụng. Đây, Max PE này. Đằng sau in thông tin thông số là từng size từng cỡ một đây. Đây. Made in Japan đầy đủ nhé, thông tin thông số đầy đủ nhé, mã quét mã vạch đầy đủ này. Đây, dây sẽ dây xanh lá này, hàng lưu mới nguyên. Đây, em sẽ bóc luôn cho bác xem một chút bên trong. Đây, cuộn dây của em sẽ được như này nhé. Dây cực kỳ đẹp luôn. Đây, đấy, dây cực kỳ là mịn nhé, cực kỳ là mịn luôn, siêu mịn luôn các nhé, siêu mịn nhé. Con này mã số 38 có một cuộn dây BE của hãng Varivat, cuộn dây size 0.6. Dài 200m, con này sẽ để giá 560.000, mã số 38, 560.000. Tiếp tục 39 giới thiệu một cuộn dây Duel, một dây Duel Fluoro Carbon 100% size số 1. Đường kính tiêu diện là 0.165mm, tải được 4 NB, tương đương 2 kg cá, dài 100m, made in Japan này, hàng lưu mới nguyên này, còn nguyên kim đóng nhé, Fluoro Carbon 100%. Đây, đằng sau có in thông tin thông số này, từng size từng cỡ này. Rồi là nước sản xuất là made in Japan này, đầy đủ hết thông tin nhé. Dây sẽ dây màu trắng trong, dây trắng trong này. Con này size số 1 dành cho làm thẻo nhé. Đấy. Dây cực kỳ đẹp luôn, hàng lưu mới người cho dụng. Con này mã số 39 sẽ để giá là 240.000, mã số 39. Tiếp tục mã số 40 em giới thiệu cuộn dây Fluoro Carbon tiếp theo, một dây Fluoro Carbon 100%. Con này size số 5, tải được 9 kg cá. Con này dài 50m nhé. Con này đường kính tiêu chuẩn là 0.370mm. Đây, 0.370mm. Made in Japan này, Fluoro Carbon 100%, hàng lưu mới nguyên nhé. Đằng sau in thông tin thông số này, từng size từng cỡ một này. Mã quét mã vạch đầy đủ này. Đây, Made in Japan nhé, hàng lưu mới nguyên nhé. Đây, con dây này. 50m, size số 5. Đấy, tải 9 kg cá. Con này cho bác làm leader được nhé, leader nhé. Con này có thể làm thẻo câu săn hàng được. Con này mã số 40, một con dây
Fluoro carbon 100% của hãng Duel, size số 5, dài 50m, con này sẽ để giá 180.000, mã số 40. Tiếp tục 41 em giới thiệu có hai cuộn dây này, hai cuộn dây như này nhá, một cuộn dây của hãng Sofet, một cuộn dây của hãng Bass này, hãng Bass nhá. Đây, hai cuộn dây đều mid in Japan hết, mid in Japan nhá. Một cuộn dây là tải được 7 kg cá, con này sẽ là size số 3 rồi, size số 3 này. Đường kính tiếp diện 0.285mm. Đây, một cuộn này sẽ là 12 lb, 0.260 thì cuộn này tương đương là size 2.5 nhé, size 2.5 nhé. Hai cuộn thì sẽ có hai màu dây khác nhau, dây cực kỳ nhiều, hai cuộn này còn như đầy nguyên nhé. Một dây màu vàng, cuộn dây màu trắng. Đây, hai cuộn như này. Đấy, hàng gần như là còn đầy nguyên luôn nhé. Hai cuộn này mã số 41, hai cuộn này sẽ để giá 100.000, mã số 41. Tiếp tục mã số 42 giới thiệu một dòng dây này, một dòng dây này khá nổi tiếng, dây này em bán cực kỳ là nhiều này. Em có một cuộn dây một nốc dây này. Dây của hãng Turay, con này size 7.0, size 7.0. Đường kính tiếp diện là 0.435mm. Dài 50m, giá mới là 750 yên. Đây, đấy thì là em sẽ bán theo như này, em bán cho bác một cuộn này, cứ một cuộn này 50.000 trên một cuộn nhé, 50.000 trên một cuộn, mã số 12, 50.000 trên một cuộn 50m nhé, 50.000 trên một cuộn 50m. Đây, mã số 12, của dây Turay size 7 chấm, đấy, size 7 chấm, dài 50m, sẽ để giá là 50.000 trên một cuộn, mã số 42 nhé, dây Turay. Tiếp tục mã số 43 có một cuộn dây hàng nội địa, cuộn dây size số 5, đây, đây. À, một cuộn Seven Rear Nine, đây Seven Rear Nine nhé, hình số 7, mã số 7, Seven mã số 7 nhé. Một cuộn dây size số 5, dài 50m, hàng lưu mới nguyên cho dụng, nhé. Thì là mỗi một cuộn này em sẽ để cho bác là 50.000 trên một cuộn này nhé, 50.000 trên một cuộn này size số 5. Đấy, các bạn nào lấy 3 cuộn trở lên sẽ bao ship, 3 cuộn trở lên sẽ bao ship nhé. Đây, mã số 43, một cuộn dây hàng nội địa size số 5, dài 50m, Seven Rear Nine nhé. Đấy, mã số 43 sẽ để ra 50.000 trên một cuộn, bắt đầu lấy 3 cuộn em sẽ phần đi siêu quá nhé, mã số 43, 50.000 trên một cuộn. Tiếp tục mã số 44 đến dòng dây, một dòng dây của hình của đại bàng này, đây dòng dây hình đại bàng này, em có dòng dây này sẽ size lớn hơn một chút, em có dây cuộn này sẽ size 16, em có dòng dây size 16 nhé, có hàng lưu mới nguyên bọc nhé, đây size số 16, một dây hình đại bàng này size số 16 này, đường kính di chuyển là 0.600 alo đúng rồi 0.660mm, dài 50m, giá mới là 900 yên, sản xuất tại Japan nhé. Đây, đây Yamatoru này. Đấy, hàng lưu mới nguyên nhé, dây sẽ dây trắng trong, dây trắng trong nhé. Thì là mã số 44 em sẽ để giá là 50.000 trên một cuộn, các bác cứ lấy 3 cuộn sẽ được free ship 50.000 trên một cuộn dây này nhé, thì có lấy 3 cuộn sẽ được free ship, mã số 44, 50.000 trên một cuộn. Tiếp tục với mã 45 giới thiệu dòng dây này nhé, còn dây tương tự như vậy, con này sẽ size 18, con này sẽ là đường kính tiết diện là 0.700mm, con này dài 50m, giá mới nó sẽ là 1.000 yên các bạn nhé. Made in Japan này, sản xuất tại Yamatozu này, đây các bạn nhé. Đấy, cũng là hàng lưu mới nguyên 100%, còn nguyên bọc này nhé, con này sẽ là sẽ để giá là 50.000 trên một cuộn này, các bác cứ lấy 3 cuộn nó sẽ free ship nhé, mã số 45, 50.000 trên một cuộn, các bác lấy 3 cuộn sẽ được free ship, đây, đấy, mã số 45, 50.000. Tiếp tục chuyển sang mã số 46 giới thiệu có một dòng dây như này, đây dòng dây này bán cho bác cực rẻ luôn, em có một cuộn dây như này, một cuộn này thì sẽ là size 1.5, một cuộn này nó chưa rời vài nghìn mét nhé. Đây, đây dây sẽ dây cực trắng này, hàng cực kỳ đẹp luôn, còn nguyên cuộn nhé, cuộn siêu dài luôn. Em thấy nó bán 300.000 trên một cuộn đây này, 1.500 yên này giá cũ này. Đấy, nhưng mà em về Việt Nam em sẽ để giá có 160.000 thôi. Mã số 46, 160.000 trên cuộn dây này, size 1.5, cuộn chắc vài nghìn mét thôi nhé, có dùng thoải mái luôn, size 1.5. Đấy, size 1.5, một cuộn này chắc phải vài nghìn mét, cuộn này sẽ để giá là 160.000, mã số 46. Tiếp tục chuyển sang 47 em có một cuộn dây cũng tương tự như vậy, cuộn này nó không ghi size, cuộn này size tương đương size khoảng tầm size số 2 nhé, size số 2 này. Đây này, dây cực trắng trong này, dây cực kỳ đẹp luôn. Đây, đấy, một cuộn này nó rơi phải vài nghìn mét nhé, size số 2, 2 chấm coi nhé. Đây, đấy, dây này cực kỳ đẹp luôn, một cuộn dây như này coi nhé. Cuộn này mã số 47, cuộn này sẽ để giá 160.000, mã số 7, 160.000 trên một cuộn này nhé. Đấy, giá cực kỳ rẻ luôn, mã số 7, 160.000. Tiếp tục chuyển sang mã số 48 có cuộn dây tương tự như vậy, cuộn này sẽ size 0.6, cuộn này thì là nó ghi trọng lượng cuộn, ghi trọng lượng là một cuộn dây này 50g, cuộn dây 50g, size 0.6, cuộn này nó cũng phải vài nghìn mét nhé, cuộn này sẽ là hàng new mới nhé, đây, giá cũ là 1.500 yên này, đây giá cũ là 1.500 yên nhưng mà về Việt Nam bán rẻ bác nhé, cuộn này mã số 48 sẽ để giá là 160.000, mã số 48 160.000 trên cuộn dây này nhé, đấy cũng là hàng new mới nguyên, cực kỳ đẹp luôn, size 0.6 nhé. Tiếp tục mã số 49
49 đến cuộn dây tiếp theo. Em có cuộn dây này cũng vậy này, con này cũng bọc này. Con này thì sẽ size bao nhiêu đây, em xem nào. Con này của hãng Turei. Con này size số 1, size số 1 các nhá. Size 1 chấm này. Giá mới 1.000 này. Đây, con này cũng nó cũng phải hàng nghìn mét, vài nghìn mét nhá. Bác nhìn cuộn to này các bạn. Đấy, vài nghìn mét nhé. Nó bọc cái túi bóng bên ngoài thôi, nhìn nó hơi bị cũ, khi bác bóc cái bóng ra này sẽ mới hơn nhá. Đấy, tại vì cái túi bóng bên ngoài hơi ẩm. Đây. Turei này, nylon này, cuộn dây cước nhiều nhất. Con này mã số 49 cuộn dây này. Một dây size 1 chấm, của lại vài nghìn mét, của lại sẽ để giá là 150.000. Mã số 49. Tiếp tục mã cuối cùng mới giới thiệu cho bác có hai cuộn này. Hai cuộn này là hai cuộn chỉ là một cuộn này nó giá là 280 này, một cuộn 280 này. Hai cuộn này nó rơi vào tầm đây, cuộn này là 260 này, đây hai cuộn này rơi 500 rồi. Thì hai cuộn chỉ này đây này các nhá. Chỉ này cho dành cho chỉ khâu này, hoặc có nào hay quấn cần này, dùng bộ chỉ đấy nhá. Hàng lưu mới nguyên, hai cuộn như này. Đấy, hai cuộn như này nhá. Hai cuộn này mã số 50, 50 sẽ để giá là 100.000. Đấy. Mấy báo cuối em sẽ quay nhanh hơn tại vì clip cũng khá là dài. Thì là mã số 50 này sẽ để giá là 100.000, hai cuộn chỉ đấy nhá. Mã số 50. 100.000. Thì là clip này em lên cho bác tổng cộng là sẽ 50 mã. Thì clip này em quay hơi muộn rồi thì nha, nó nói hơi níu một chút, bác xem và thông cảm cho em nhá. Thì bác ưng mã nào thích mã nào liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0878 690 99 để chốt hàng trực tiếp nhá. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn gặp video tiếp theo. Bye bye.